nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu, 91 tuổi rồi vẫn chạy xe máy đi làm. Quy phải có một lời khen cho sự đơn giản, mộc mạc và yêu nghề của bác. Nhưng mà cái lạ ở đây không phải là việc 91 tuổi chạy xe máy đi làm, mà anh em hãy xem kỹ cái clip đi. Bác chạy một chiếc xe rất là lạ luôn, mà xe còn ra khói nữa. Đó bạn, thấy không ta? Hoàn toàn là không phải nha anh em. Đó là Dio ZX huyền thoại 2 thì của 50cc nhà Honda. Thì theo Huy thấy thì mẫu xe này phiên bản nó là phiên bản ZX. Ngoài ra thì nó còn có phiên bản là ZR nè, rồi ZR Baza nữa. Và nó được ra mắt đầu tiên vào những năm 1980 tại thị trường Nhật Bản. Sẽ nhiều anh em đang quan tâm và thắc mắc là tại sao bác Phi Điểu lại chọn em nó. Ở Việt Nam mình thì có rất nhiều dòng xe nhỏ gọn như có thể là Charlie cũng chẳng hạn. Nhưng mà một cái cơ duyên nào đó mà bác được sở hữu cái mẫu xe Dio ZX mà những anh em chơi xe thì đang rất là ao ước luôn. Cái mẫu xe này nếu như chúng ta không quan tâm hay thì đối với bác Phi Điểu, vì nó nhỏ gọn, dễ dàng điều khiển. Còn đối với